Bà Harris sẽ đánh bại ông Trump bằng cách nào? So với tổng thống Joe Biden, phó tổng thống Harris dường như chiếm được nhiều thiện cảm hơn từ nhóm cử tri da màu và trẻ tuổi. Đây có thể sẽ là lá bài quan trọng giúp bà Harris tăng cơ hội chiến thắng. Khác với các quốc gia khác, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ không phụ thuộc vào tổng số phiếu bầu của cử tri mà dựa trên danh sách bang mà mỗi ứng viên chiến thắng. Do đó, việc dồn lực vào bang nào sẽ là điều mỗi ứng viên cần tính đến. Theo phân tích của CNN, màn thể hiện không tốt trong nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ khiến ông Biden có rất ít phương án giành chiến thắng. Trong khi đó, chiến lược của bà Harris, người nhiều khả năng trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ năm nay, đa dạng hơn do không có bang nào thực sự là tử huyệt với bà. Nhóm cử tri quyết định Theo kết quả thăm dò dư luận mới được công bố của CNN SSRS, bà Harris được 78% số cử tri da đen ủng hộ so với chỉ 15% của ông Trump tỷ lệ chênh lệch giữa ông Biden và ông Trump là 70% đến 23%, theo dữ liệu thăm dò vào tháng 4 và tháng 6. Bà Harris cũng giúp đảo ngược xu thế tăng ủng hộ ứng viên Cộng hòa của nhóm cử tri gốc Latin. Nếu như ông Biden thua ông Trump 41% đến 50%, bà Harris lại dẫn trước với tỷ số 47%-45%. Đây cũng là đặc điểm của nhóm cử tri trẻ dưới 35 tuổi, bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm phần trăm, trong khi ông Biden bị bỏ xa 42%-49%. Trên thực tế, cả ba xu thế trên đều không phải điều quá bất ngờ đối với các nhà phân tích chính trị Mỹ. Trong số các ứng viên dân chủ kể từ năm 2000 đến nay, ông Biden năm 2024 là người có màn thể hiện tồi tệ nhất nếu xét đến các nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân chủ. Đặc biệt, đối với nhóm cử tri da đen và gốc Latin, ông Biden là chính trị gia dân chủ tệ nhất trong vòng 50 năm qua. Do đó, việc bà Harris, người có gốc gác da màu, thể hiện tốt hơn là điều đương nhiên. Nhóm phụ nữ da đen được coi là đội ngũ cử tri ủng hộ quan trọng đối với phe dân chủ. Chỉ vài giờ sau khi ông Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua, một nhóm vận động của phụ nữ da đen đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để kêu gọi ủng hộ bà Harris. Hơn 44.000 người tham gia sự kiện, thu hút hơn 1,5 triệu đô la Mỹ tiền ủng hộ. Một sự kiện tương tự của nhóm nam giới da đen cũng thu về 1,3 triệu đô la Mỹ. Chiến lược của bà Harris. Nhờ sự ủng hộ của nhóm cử tri trẻ, da màu, bà Harris có nhiều phương án chiến thắng hơn so với ông Biden. Ông Biden được đánh giá không có nhiều lựa chọn trong việc giành đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để thắng cử. Ông sẽ phải giành thắng lợi ở cả ba bang chiến địa miền Bắc, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, cũng như giành được một phiếu tại bang Nebraska, nơi không áp dụng nguyên tắc người thắng lấy hết như các bang khác. Tại một số bang thuộc vành đai mặt trời, vùng Đông Nam và Tây Nam nước Mỹ như Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina, tỷ lệ ủng hộ của ông Biden khá tệ. Do đó, nếu ông Biden chấp nhận buông bỏ những bang này và tập trung hoàn toàn vào ba bang chiến địa phía Bắc kể trên, ông sẽ có đủ 270 phiếu. Một trong những lý do khiến ông Biden gặp khó khăn ở các bang vành đai mặt trời chính là tỷ lệ ủng hộ thấp của nhóm cử tri da đen và gốc Latin. Nếu bà Harris nhận thêm ủng hộ từ các nhóm này, bà hoàn toàn có thể có những phương án khác để giành chiến thắng. Ví dụ, nếu thắng cả 4 bang Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina, bà sẽ không cần thắng ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin nữa. Bà cũng có thể thất bại tại một số bang phía bắc và một số bang phía nam mà vẫn có đủ 270 phiếu cần thiết. Dù vậy, thách thức phía trước đối với bà Harris vẫn còn tương đối lớn. Tỷ lệ ủng hộ dành cho bà ở các nhóm cử tri trên vẫn kém ít nhất 5 điểm phần trăm so với những gì ông Biden nhận được năm 2020. Nếu không thể cải thiện tỷ lệ ủng hộ của các nhóm này, cơ hội trở thành bà chủ Nhà Trắng của bà Harris vẫn sẽ bị đặt dấu hỏi. Bản thân ông Trump cũng đang cố gắng tìm cách thuyết phục các nhóm cử tri da đen và gốc Latin ủng hộ mình. Hồi tháng 6, ông Trump từng đến vận động tranh cử tại thành phố Detroit, bang Michigan, nơi có tới gần 80% cư dân là người da đen. Chiến dịch tranh cử của phe Cộng Hòa cũng nhằm vào những tuyên bố trước đây của ông Biden bị coi mang màu sắc phân biệt chủng tộc, theo Axios. Tuy nhiên, Tin tốt là bà vẫn còn nhiều dư địa để thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri. Khi bà Harris tiếp tục thúc đẩy cử tri không chỉ nhìn mình với tư cách cựu phó tướng của ông Biden mà là ứng viên có bản sắc độc lập, lượng cử tri trẻ ra màu ủng hộ bà có thể sẽ còn gia tăng. Theo bình luận của tờ Washington Journal vào ngày 25 tháng 7, Đảng Dân chủ đang tràn đầy năng lượng khi tập hợp lại để ủng hộ bà Kamala Harris, ngược lại ở Đảng Cộng hòa dường như đang ở thế bị động như thể họ không chuẩn bị cho một kịch bản này. Mỹ hiện có một cuộc đua Tổng thống mà ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa có thể thua. Phó Tổng thống Kamala Harris đang xây dựng chiến dịch của mình như là biểu tượng của tương lai so với quá khứ. Sự hưng phấn của Đảng Dân Chủ đã khiến ông Tony Fabrizio, người thăm dò ý kiến của ông Donald Trump, phải đưa ra cảnh báo về tuần trăng mật Harris trong các cuộc thăm dò của mình. Mặc dù ông Fabrizio cho rằng đây là điều bình thường và không đáng lo ngại, nhưng việc một chiến dịch thừa nhận điều bất lợi trong thăm dò ý kiến là khá hiếm. Điều này cho thấy chiến dịch của ông Donald Trump nhận thức được rằng sự nhiệt tình ủng hộ của Đảng Cộng hòa có thể đã giảm. Đảng Cộng hòa dường như đang bối rối trước tình hình hiện nay. Họ đang sử dụng các chiến lược công kích không hiệu quả hoặc thậm chí là phản tác dụng dựa trên phân biệt chủng tộc và giới tính việc hạ thấp bà Kamala Harris theo cách này ngay bây giờ sau 4 năm làm phó tổng thống có thể khiến các cử tri nữ và nhóm thiểu số xa lánh. Một số đảng viên của Đảng Cộng Hòa nghĩ rằng họ có thể chiến thắng bằng cách mô tả bà Kamala Harris là kỳ lạ, nhưng điều này chỉ hiệu quả nếu ứng cử viên phản ứng theo cách đó. Đến nay, bà Kamala Harris đang thể hiện tốt hơn so với năm 2019 và những ngày đầu làm phó tổng thống Mỹ. Có quá nhiều đảng viên của Đảng Cộng Hòa dường như đã bị cuốn vào những tuyên bố chiến thắng từ truyền thông bảo thủ, dẫn đến sự tự mãn thái quá. Sự lung túng của Đảng Cộng Hòa cho thấy họ không tin rằng Đảng Dân Chủ sẽ thay đổi ứng cử viên. Tuy nhiên, khi Đảng Dân Chủ đưa ra sự quyết định, họ hành động một cách cứng nhắc để bảo vệ ưu thế của mình. Việc đương kim Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử là một điều lịch sử, nhưng không phải là một điều bất ngờ một yếu tố quan trọng đối với phó tổng thống kamala harris sẽ là thành tích của bà trong các cuộc tranh luận ông donald trump đã đánh bại tổng thống joe biden dễ dàng trong một cuộc đối đầu gần đây nhưng bà kamala harris sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy cựu tổng thống mỹ sẽ phải đưa ra lập luận về chính sách thay vì chỉ trích cá nhân điều mà ông không phải là thế mạnh dù vậy các vấn đề cơ bản về kinh tế và an ninh vẫn đang hỗ trợ cho ông donald trump thế nhưng hiện tại đây là một cuộc đua có tính cạnh tranh rất cao điều đó không có nghĩa là bà kamala harris không bị thách thức bà cần chứng minh rằng mình có khả năng đảm nhiệm vai trò tổng tư lệnh, đặc biệt là trong việc bảo vệ chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden. Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn có lợi thế trong bối cảnh toàn cầu đang hỗn loạn. Liên quan đến tình hình bầu cử Mỹ năm 2024, Tổng thống Biden rút lui đã làm thay đổi bản chất của chiến dịch Giờ đây, tấm vé của Đảng Dân chủ đang thay đổi và chiến dịch của đảng này sẽ rất khác. Với người dẫn đầu Kamala Harris, ông Donald Trump đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình xoay quanh một đối thủ cụ thể, tổng thống Joe Biden, xoáy vào việc ông quá già và quá yếu để có thể ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm. Nhưng lúc này, khi chỉ còn 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử, ứng cử viên Đảng Cộng hòa sẽ phải đối đầu với một người trẻ hơn ông gần 20 tuổi. Trên thực tế, sau màn tranh luận kém nổi bật của tổng thống Biden vào tháng trước, đội ngũ của ông Trump đã chuẩn bị cho thời điểm này lên trước kịch bản đối đầu với phó tổng thống Kamala Harris trong trường hợp ông Biden dừng bước. Vào thời điểm tổng thống đương nhiệm rút khỏi cuộc đua, đội ngũ của ông Trump và các nhóm đồng minh đã nhanh chóng tiến hành một cuộc tấn công chống lại bà Harris, người mà chỉ trong vòng 36 giờ đã tập hợp đủ đại biểu để danh suất đề cử của đảng dân chủ. Phe ủng hộ ông Trump đã cố gắng miêu tả bà Harris là một người cánh tả cấp tiến xuất thân từ California với hy vọng khiến những cử tri ôn hòa xa lánh bà. Họ bắt đầu lan truyền kết quả một cuộc khảo sát của Ghosttrack năm 2019 xếp bà Harris là thượng nghị sĩ cấp tiến nhất dựa trên các meme, hình ảnh châm biếm lan truyền. Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia đã khuyến khích các ứng cử viên và quan chức Đảng Cộng hòa xoáy vào những đặc điểm cá nhân của bà Harris ở một khía cạnh nào đó phe của ông trump thực ra không bắt đầu lại từ đầu họ đang lên kế hoạch tấn công bà harris vì những vấn đề chính sách tương tự mà ông biden dễ bị tổn thương nhất bao gồm lạm phát và làn sóng gia tăng các cuộc vượt biên của người tị nạn đồng thời họ sẽ cố gắng duy trì vấn đề nổi bật của chiến dịch tranh cử bằng cách đổ lỗi cho bà vì đã che giấu tình trạng suy giảm sức khỏe của tổng thống biden